Trên này có tình huống muốn ganh đường trên rồi, có Bảo Hoàng ở đây. Ganh vào Raven G, tốc biến theo của Bảo Hoàng luôn. Nhưng mà đánh kiểu gì, sát thương sao mà đủ. Chặn choáng ngay quá, chặn choáng Upplay được Beargo. Beargo vẫn còn một chấm máu, sử dụng mình cái chiêu đúp phản nam lại Raven G. Đơn giản, ba cái tốc biến đã được sử dụng. Không được đi theo cái người mà nó nhập vào nữa. Một cái nớp khá mạnh vào vị trí của con Yumi. Khi mà con Yumi trong cái giai đoạn là cuối chung kết thế giới năm ngoái, nó là một những con hot pick luôn. Quá mạnh. Có chiêu e chúng này. Ở bên này thì hai người đi rừng gặp nhau rồi. Có trừng phạt thành công của 1812. Nhưng mà bên này Bảo Hoàng mất cho mình cái tốc biến rồi. Bảo Hoàng chạy kiểu gì đây? Mạng hạ gục chiến công đầu. Thuộc về Volibear trong tay của 1812. Người bị hạ gục là Bảo Hoàng. Không về đấy. Bởi vì không có cả dịch chuyển luôn. Về là rất thọt phía bên này. Sejuani ở đây. Có tình huống combo vào Guildwork đây rồi. Có Nana ở đây nhưng có cả 1812 phía bên này. GKS đã bị lao vào. GKS sử dụng cho mình tốc biến để chạy đi. Bắn quy không thành công. Nana ở đây, Nana có cho mình chiêu cuối, hất tung được bánh bao luộc rồi. Phía bên này Bảo Hoàng lại nằm xuống, mạng lại thuộc về 1812. Nana chấm máu này, có hồi máu, 1812 không đủ sát thương. Nhưng cái này Kin đang tới, Kin đang tới. 1812 trâu quá. Nana mất chiêu cuối rồi à? Nana mất chiêu bắn tự tin chưa? Kin sẽ lao vào không? Kin khó. Tốc biến, ui quỳ mít rồi Kin ơi. Buồn. Ăn miếng trả miếng luôn. Đây rồi. Có trừng phạt ăn được con sứ giả rồi. Beagle chẳng làm gì được đâu. Có Kin đây nha, Beagle kéo đừng lâu quá nha. Có Kin đây rồi. Trên này Fura cũng đang xuống nhưng có Bảo Hoàng ở đây. Bảo Hoàng tung ra một cú lô bô la bằng trúng được hai người. Bộ 812 nằm xuống với cái chiêu cuối của Velcop rồi. Beagle ở đây, Beagle bị nằm xuống bởi vì sức sát thương của Kin. Kin đang chạy, Kin chạy không thành công, mạng thuộc về Nana Jaga. Revenge đang cản. Revenge không đủ, Revenge bị làm choáng nhưng sử dụng cho mình nó cái phản đoàn làm choáng lại được Velcop. Ôi tình huống này thì có vẻ là Revenge mạnh hơn nha. Nào. Revenge này chắc chắn là mạnh hơn rồi. Cầm cho mình những con mắt. Phía trên này, Bảo Hoàng muốn canh ở vị trí của Revenge. Có kéo trúng của Beargo ở đây. Revenge bị úp về rồi. Revenge bật cho mình cái đại thử thách vào người của Beargo. Hook không thành công của Bảo Hoàng, chưa có làm choáng thành công rồi. Revenge sẽ phải nằm xuống không? Ui trầm mộng, tốc biến, trừng phạt của Bảo Hoàng. Revenge phải nằm xuống, một cái quy lính rất lớn ở khu vực đường trên đang bị đẩy vào nha. Ở đường giữa này có xạ thủ và hỗ trợ cùng ganh. Một chiến thuật tàu ngầm có kiệt sức trên người của Kin luôn. Có chiêu cuối của Velcro được bật ra. Mạng thuộc về WeWork. Đang mất trụ đây nhở. Bên này Raven Chi đang đánh thẳng Bảo Hoàng. Ai cho ông cướp rừng của bạn tôi. Ôi mất cho mình, nó là cái phản đòn rồi. Bị làm choáng rồi, đang bị dồn sát thương. Có bô la băng vào người của Raven Chi. Raven Chi sẽ phải nằm xuống. Ôi tình huống đánh hơi ẩu của Raven Chi khi mất quá sớm cho mình, nó là cái phản đòn. Nhưng mà nha, có một cái hạn chế ở đây, đó là con Revenge trong tay, con Fiora trong tay của Raven G không có cho mình nó cái di chuyển đâu. Set thì có đấy. Bảo Hoàng đây nha, tình huống combo lên của bánh bao luộc, có chiêu cuối của Yumi ở đây. Nhưng mà trời ơi, Enryu mất cho mình đó là cái chiêu E rồi, bị làm choáng. Bảo Hoàng sẽ có được mạng của Enryu mà thôi, nhưng mà Sejuani cũng phải nằm xuống rồi. Phía trên này có tình huống 2-1 ở đây. Beagle bị bắt, Beagle không có tốc biến. Beagle hất được Volibear về kia, muốn chạy đi. Chạy được. Chắc chắn là không chạy được rồi. Sử dụng mấy cái chiêu đúp muốn câu kéo này một chút thời gian. Wow, upplay được. Giết được mạng của Raven G luôn. Nhưng cũng phải nằm xuống. Họ biết mà. À, ăn cho mình có sứ giả, sẽ ăn sứ giả nhỉ. Ở đây rõ ràng họ có tầm nhìn mà. Lao phía của JKS đây. Đơn giản sử dụng như mình, nó là cái dịch chuyển cổ học bay ra chỗ khác. Cung ánh sáng được bật ra. Phía bên này, Velcop sử dụng mình đó là cái tia phân hạch plasma, trúng được 3 người. Mà Bảo Hoàng nằm xuống và một tình huống đánh hơi khó hiểu nha. Đánh hơi khó hiểu của cả hai bên luôn chứ không phải là một bên. Một tình huống combat hơi rời rạc. Phản đồ Fiora trong tay của Raven G cũng ở đây rồi. Đang xuống rồi. Ôi, người đồng trước cho mình nhờ. Con đồng nước. Ăn rồi, bên phía Bảo Hoàng với con Sejuani đang chủ động ăn trước. Có chiêu cuối Yumi được bật ra, không trúng ai cả. 1812 đang lao vào, bị giữ lại ở Beargo. Bánh bao luộc còn một chấm máu. Bánh bao luộc bật cho mình cái chiêu cuối. Bánh bao luộc nằm xuống rồi. 1812 chạy được rồi, mất tốc biến. Phía bên này Kin có được mạng của Nana Jaga. JKS cũng đang bị focus dù như mình, nó cái tốc biến này chạy đi nhưng mà không đủ rồi, bị làm choáng. Mạng gục thuộc về WeWork. Ui một cái bô la băng không thành công. Phía bên này thì Beargo cũng đang bị bắt lại. Kin sẽ chạy được thôi, tốc biến sử dụng chạy đi. Beargo bên này bị focus bởi hai người. Còn đây Kin đang câu kéo 1v3 ở đây. Có chạy không? Liệu có chạy được không? Cánh này thì hơi lỗi. Sao chạy được? Ui giời ơi, đón đầu. Ui lại quay lại.
Câu thời gian à? Câu thời gian rồi. Bạn ơi thôi. Có vẻ có một chút lỗi hình ảnh ở đây khi mà Seth đang bay. Ôi dưới này thì có mạ gục rồi. Kin solo kill được Vel'Koz. Cái tầm này đúng là một con Vel'Koz rất sợ với con sát thủ. Bài bao lùi rất tự tin về đây, muốn đẩy con sứ giả khen đất này đi. Nhưng WeWork đang tìm góc để focus JKS. Có tình huống focus đây rồi. Chương cuối bật ra muốn chặn lại những cái tình huống lao vào bên phía của Lord Alpha. Như vừa đây bò có được mạ gục của Trick rồi. Bigo đang lạc lõng. Bigo đứng đây giữa 4 người. Bigo làm choáng được, gây được rất nhiều sát thương vào bánh bao luộc nhưng mà không đủ. 5 người của bên phía Lord Alpha ở đây, chỉ có Bảo Hoàng và Andy Huỳnh ở đây thôi. Nhưng mà bên phía của Lord Alpha họ không biết có đến 5 người đây đang ăn này. Có cả Vel'Koz đây rồi này. Fibra đánh hơi rồi, Fibra muốn vào, cắm mắt rồi. Nhưng mà không ai ra đây được. Chỉ có cái cung ánh sáng của Fibra rồi, cung ánh sáng không thành công, cung ánh sáng hơi chậm. Fibra phải bỏ mạng rồi. Bạn ơi. Bỏ mạng rồi, chắc chắn rồi. Ui, tốc biến bô la băng thành công, chương cuối được bật ra rồi. Fibra bị giữ chân lại đây, Fibra sẽ phải bỏ mạng. Kiểm soát mục tiêu, kiểm soát dòng vẫn là nhỉnh hơn phía bên Lord Alpha. Mì Quảng đang kiểm soát mục tiêu khá là tốt, con dùng thứ tư rồi, thêm một con Baron nữa. Akali đang đẩy hai cái đường bánh bao luộc ấy, trên và đường. Bánh bao luộc bị hất tung rồi, có cả bô la băng. Bánh bao luộc sử dụng mình chiêu cuối tốc biến chạy đi. Ui, sát thương rất nhiều từ Trick luôn. Ui, cái nhắm mắt bắn bừa thì phải. Crit các thứ nữa vào người của Fury là đủ luôn. Tốc biến hồi máu các thứ không chạy được luôn. Thế nhỏ. Ui, viện này 1812 bị bắt lại, sử dụng cho mình đó là cái chiêu cuối. Nhưng mà chiêu cuối vào xong để làm gì đây? Vẫn có một chấm máu chạy đi. Chiêu cuối của Seth hạ gục được Volibear ở đây rồi. Raven Chi cũng phải chạy, Raven Chi bị hạ gục rồi. Lợi thế nhìn em lợi thế con sống nước, nhìn nó hồi máu cho mình 83 máu một giây. Đánh rời rạc quá, cái giai đoạn cuối này của bên phía Lord Alpha họ đánh hơi rời rạc. Sát thương của bên phía Lord Alpha dây ghét vào người Bảo Hoàng là đủ. Ui, cái chiêu cuối của Vel'Koz có được hai mạ gục luôn. Bánh bao luộc cũng đã phải nằm xuống. Vậy là cái chiến thắng đầu tiên của vài vòng tứ kết này, game đấu đầu tiên sẽ thuộc về bên phía của Mì Quảng. Mì Quảng là đội kiểm soát nhịp độ trận đấu tốt hơn và kiểm soát mục tiêu, ăn lén cho mình con Baron. Bốn con rồng, một con Baron, một con rồng.